Chào các bác nhá. Hôm nay thì buổi tối rất là lạnh, vùng bên bếp lửa đây các chưa đi ngủ thì em tranh thủ hàn cái mấy cái chân tầng vào để mai cho vào mấy cái đàn ong mới bắt về nha các bác nhé. Thì tiện thì quay video cho các bác xem. Những bác nào biết rồi thì bỏ qua nhé. Nếu bác chưa biết thì xem áp dụng thì áp dụng nhé. Cách của em thì nó cũng đơn giản thôi. Đây cái cách khắc phục cái cầu cầu ong nó bị trùng dây thép ấy. Đây. Nó trùng thì em sẽ bảo. Còn tí nữa em sẽ làm cho bảo cái gì mà bảo đây còn cái nó đã làm bánh tụ từ lúc trước ấy. Thì có những bác bảo là không biết làm nào để hàn chân tầng vào cái rãnh này nữa, lấy cái tô vít thì cái đinh như xỏ vào cái rãnh này là cào đi một cái là được không mà rất là dễ đây. Dễ không mấy cái đinh cũng được, mấy cái tô vít cũng được, cho cái rãnh này gạt gạt đi gạt lại một tí là nó hết ngay, là mình lại hàn chân tầng vào bình thường thôi đấy. Này đây cào cái này sạch thôi, nhiều khi sợ hỏng nhưng không dám làm. Đấy, sạch bóng cầu rồi. Bây giờ muốn cái dây thép của mình nó trùng ấy, nó không được căng ấy. Các bác gọt những cái cây này. Buổi tối thì em quay camera trước nhé, đâm ra là nó không được nét. Các bác thông cảm nhé, hơi mờ mờ như phim đen trắng ấy. Đây các bác gọt cái cây như này đấy, tưởng tượng như cái thuộng của mình ấy. Đây đây cho vào cái đầu này là nó căng ngay đây nhá, mới đầu nó không căng này, nó vẫn trùng này nhá các bác nhá. Nó không kêu căng 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 thì cho vào một cái nữa nó kêu căng ngay. Đây vẫn ngậy cái này nhét vào. Đấy, ví dụ bên dưới này nó trùng thì mình kéo vào bên dưới. Đấy. Kéo để chéo cái này này. Đấy. Dù mạnh càng đét luôn. Đấy, như tiếng đàn luôn, lấy bên này nữa là được. Đây. Này nó không trùng mà nó hơi trùng mà. Lại dùng ghế như thế vót một đầu đi. Đấy. Cho vào đây đẩy mạnh một cái nó căng, mình đỡ phải buộc lại các bác, trường hợp mà mình buộc cái thép nó lúc trước mình buộc nó không được căng ấy. Chứ bây giờ mình làm thế ấn vào này nó căng đét là đẹp luôn ấy. Ấy như đàn guitar luôn đấy các bác. Đấy, đơn giản chỉ có thế thôi. Cách khắc phục dây thép mà nó bị trùng ấy. Các bác làm như thế này nhé. Thì mình đỡ phải buộc lại. Nó dễ, đơn giản hơn. Rất là nhiều mà nó không bật được nữa. Nên nó căng. Ok. Tiếp theo đến màn hàn chân tầng nha, em dùng tô vít đấy các bác. Cái mùa này thì nó hanh khô ấy. Thì cái chân tầng nó rất là giòn các bác, giòn và gãy luôn, thì hơ hơ qua lửa một cái nhé, hơ qua để cho nó mềm mềm thì mình uốn éo nó dễ, chứ nó đang cứng cắc cái mình cho vào phát là nó gãy ngay các bác. Đấy đơn giản là phải hơ hơ qua đi để cho nó nóng nóng thì là nó mềm chân tầng, mình uốn kiểu nào cũng được các bác nhé. Đấy.
đan hay không do các bác. Còn em thì em đan vào, đan cũng được mà không đan cũng được các bác nhé, chả sao cả. Em thì em thích đan vào để cho nó chắc hơn, cho nó rãnh. Đấy thì mình cho vào lửa, nó hơi qua lửa thì nó mềm thì mình uốn được nó dễ nhé. Các bác dùng khó hay là dùng bật lửa cũng được, hay là nấu sáp tùy các bác. Em dùng khó đây cho nó rớt xuống đây ở cái rãnh, nó chảy xuống. Ok, này nó hơi dốc một tí là được nhưng mà... sao nó khô cái này nó dính chặt cái chân tầng rồi. Vừa muốn làm lại vừa muốn quay nó hơi khó. Đây các bác thấy không, cái đường này sáp rồi nó gắn vào, nó gắn chặt cái chân tầng lại, cái cuống cuống của cái cầu. Lốt ở bên này nó chạy ở bên này nữa. Mùa này có cuốc kêu. Đúng quá. Máy không chạy. Thao tác hơi khó một tí. Mình muốn quay để các bác xem nữa. Đấy, bình thường thì không phải quay thì em chỉ cần dọn một phát là nó chạy tô tô xuống đây này luôn. Em muốn quay cho các bác xem thực tế cho nó dễ thì làm nó hơi lâu một tí. Đấy, xong một bên, tiếp theo là bên này em ơi. Cái đằng này là em gậy gần lửa quá là cái sáp nó mềm nó đổ xuống đấy các bác nhé. Bếp lửa này ngồi sát lửa đây này, cái sáp nó mềm, mềm nó võng luôn xuống không để ý. Như vậy là ok nhá, hàn cái chân này nó ok rồi nhá. Để bây giờ đến hàn dính vào cái thép nhé. Cái thép thì em dùng cái đầu của tua vít 4 cạnh nhé. Khi cho vào lửa ấy, các bác không nên cho nó nóng quá nhé. Nóng vừa phải, nóng quá thì nó thủng sáp luôn, à thủng cái chân tầng này luôn. Đây các bác, đặt vào nó kéo luôn. Đúng cạnh nữa. Ừ.
Vừa kéo vừa dí vừa vừa là được. Chưa dính nắng lại du tiếp một lần nữa. Một đường một đường này. Cái va kéo thì thấy nó chạy ra như chạy mỡ thì mới được nhé. Nó mới dính được vào cái dây thép. Đấy là em làm nó kéo nhanh quá. Cho nên là nó phải du đi du lại, cũng không nên cho cái ấy này nó nóng quá đâu, cái đầu của tu vít nó nóng quá, nếu mà nó nóng chảy là nó thủng luôn đấy. Ok, điều thứ hai, các bác hàn cái này, các bác lấy ghế cao, ghế như cái ghế vuông của em cũng được, hoặc ghế nhỏ mà mình hay ngồi cũng được, miễn là kê để hàn được là được. Đây phần đường cuối cùng. Kéo từ từ. Do cái sáp ở cái trên tầng nó nóng chảy, nó dính vào dây thép là được. Ôi chết rồi. Kéo chân à, kéo nó nhấc cái này lên cao nó lại bong. Không để ý nhấc lên cái đầu này nên nó chưa dính nó lại bong đi rút. Ok, đã xong rồi các bác nhé, tổng lý luôn. Các bác lưu ý là cái chân tầng này người ta khi làm người ta để chống dính, người ta có cho bôi xà phòng, nhưng mình hàn xong mình mang đi rửa qua nhá, bột qua nước rửa đi, rửa xong vẩy sạch đi là được nhá, thì ong nó sẽ nhận ngay, nó đỡ phải dọn vệ sinh cái xà phòng, nó không tốt chắc chắn là họ sẽ bôi cái chống dính vào đây để những cái sáp nó không dính vào nhau. Đấy, nó đơn giản như thế thôi, có gì thì mình làm cái đấy thôi, không cần phải cầu kỳ đâu các bạn. Video em xin được kết thúc tại đây nhé các bác nhé. Chia sẻ cho mọi người, bác nào chưa biết thì có thể làm theo, mà bác nào biết rồi thì bỏ qua nhé các bác nhé. Bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.